Xin chào cả nhà nhé, em vừa về thêm được một cái chiếc máy rửa bát Panasonic TH1, hàng đấu giá trưng bày đẹp như mới. Các bác nào đang tìm một con máy đẹp tuyệt đối thì các bác alo cho em nhé, một con máy dành cho các bác yêu sự hoàn hảo, kỹ tinh, đẹp từng góc cạnh. Quay tất cả đồng hồ cho các bác xem luôn, chi tiết không tì vết luôn. Đời 2018 con này. Đấy. Cực đẹp luôn nha các bạn nhé. Đấy, đầu hồi bên này nhá. Các góc cạnh các bạn nhìn. Như mới. Tiếp theo sang đồ ở bên này. Không một tí vết luôn. Như là máy mới xuất xưởng các bạn. Cực đẹp. 2018, series máy của nó là 1627 các bạn nhá. TH1 này. Đây thông số xem mác ở đây. Kể cả phần lưng con này nha các bạn nhá, không một vết nào luôn. Không một vết xước, không một vết cấn móp. Thế mới ghê chứ này. Con máy phải nói là hoàn hảo tuyệt đối. Như máy mới luôn. Giá thì rẻ bằng chưa đến nửa máy mới ạ. Các bác có một con máy gần như là chưa dùng nhé. Con này thì nói thẳng luôn là bên Nhật hẳn như là họ không dùng nữa các bác ạ. Đấy. Hàng mua về chắc là bày cho đẹp thôi. Chứ còn chị em phụ nữ bên Nhật họ lười lắm rồi. Đây các bác còn xốp chiếc nguyên nhé. Hàng về chưa mông má tút tiếp làm bất kể tí gì luôn. Về cái quay cho các bác luôn để các bác biết được rằng là một con máy nó nguyên bản nhé. Đấy. Này, các bác nhìn những cái giấy này vẫn còn nguyên này. Đấy. Nguyên bản luôn chứ không có chưa động chạm vào bất kể gì, xốp của nó này con này. Đấy, xốp của nhà sản xuất Nhật nhé. Đấy. Họ đút vào đây. Ống này các bác này. Ống theo máy nhé. Zin đét đẹp, đẹp luôn. Vướng cái sách hướng dẫn sử dụng này. Sách hướng dẫn sử dụng này các bạn này. Đấy, nhiều bác hỏi sách hướng dẫn sử dụng nhưng nói thật nó toàn tiếng Nhật các bạn đọc làm sao được. Sách hướng dẫn đi theo máy luôn. TH1. Đây các bạn. Đấy. C3 các bạn nhìn thấy nhá. Khay giáp này. Bên trong chưa lau chùi gì luôn, đã mới tinh. Gần như con này thì nói thật luôn là gần như chưa dùng mấy các bác nhé. Rất là ít luôn, cực mới luôn. Panasonic TH1 đẹp từng góc cạnh luôn, nguyên sách hướng dẫn sử dụng. Đấy. Giá em bán là 7,8 triệu các bác nhé. Các bác nào có nhu cầu thì ủng hộ bên em. Cực đẹp. Chào các bác.